Xin chào mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm bài bài xây sâu nhé. Let's go. Trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn trước cho mọi người làm bài bài nhé. 5, 6, 7, 8, 3, 2, 1, xây sâu. Da, 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 punch. Da 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 tiếp theo đang chéo hai tay như này, hạ xuống dừng ở đây, tiếp theo nữa quay hai bàn tay vào trong đưa lên cao và cử lại nhé, đang chéo hấp xuống, xoay cổ tay và hấp đứng hộ, đồng thời dây đó này khi mọi người hấp tay xuống dậm chân trái thử lại nhé, dậm, đồng thời nhún dậm, tiếp theo một chân tương tự dậm, tiếp theo tay một nửa tay đánh vào đầu tay được, thì đồng thời mình đều dùng chân này nhún hai lần cho mình. Đây là mọi người thử kết hợp từ đầu đến hết đoạn một nha. 5, 6, 7, 8 lên, xuống, đang chéo, đứng, xoay, hấp, và đứng, đứng. Bây giờ mọi người cùng kết chặt với mình nha. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, stay, go. Cha, 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 cha. Ngồi thêm một chút nào. 5, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 1, stay in the circle. Da, 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 da. Tiếp theo mọi người cùng học tập thứ 2 nha. Sau khi mọi người đang dừng ở đây, mọi người đưa cho mình tay về vị trí này, tay phải, còn tay còn lại sẽ đứng sang ngang ở bên trên, thu về cùng với cái tay còn lại, hất thử lại nha, đứng và đồng thời khi một người làm động tác đó thì người đưa chân trái sang ngang đứng để và hất thử lại làm cùng kết hợp, mọi người cùng kết hợp lại nha. 5, 6, 7 tám và tám kề đứng và năm năm sáu bảy tám và tám kề đứng và cạnh. Tiếp theo mọi người thắt chân hai chân vào mình, hai tay đang ở vị trí này đưa xuống vòng xoay xoay vào xoay vào xoay vào xoay vào và đưa về lại nhé, dừng ở đây này, đứng thấp và xoay tay lên cao, tiếp theo người hất hai tay xuống đồng thời chân đứng, tiếp theo tay đi về lên cả chân cả tay, sau đó mọi người đưa hai tay rất hung mạnh nhẹ đưa lên thử lại cho mình nhé, cùng kết nối lại với nhau nhé. Ra, ra, thể, đứng, và dừng, đứng, xoay tay lên cao, và xuống, thu, thầy, đưa, lên. Tiếp theo,
sau khi mọi người đưa tay về phía trước, hơi thở một người thu về, đánh hai tay tay phải, đồng thời tiếp theo ngược lại tay trái. Bây giờ kết hợp với chân nhá mọi người này, bắt đầu từ chân phải đuổi để thêm cho mình nhún xuống nữa, nhún và nhún, kết hợp tay nhún và nhún. Tiếp theo là kết xe sâu của mọi người, thể ý là trái tim hoặc là kết tùy theo ý thích của mọi người nha. Mọi người cùng kết lại đoạn hai nhá, 5, 6, 7, 8 cha cha để đấm và đi xuống, xoay tay lên và xuống, thu về đẩy ra và thả trái kết tay sau. Bây giờ mọi người cùng vào nhạc đi tập thứ hai nha, 5, 6, 7, 8 No, this ain't punch to sit to roll the devil to keep your focus and say so. Mình vừa mới chia lại hai đoạn khác nhau để hướng dẫn mọi người, thì bây giờ chúng ta cùng thử cách nhạc lại từ đầu đến cuối bài luôn nhé. Thử lần một này trong 5, 6, 7, 8 What do you say? So da 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 punch da da rose da 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 keep your focus. Everyone is saying so. Lần thứ hai nhé mọi người nha, 5, 6, 7, 8 What do you see? So ta 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 ta. Mình vừa hướng dẫn xong mọi người bài nhảy say sầu trên TikTok, rất mong là được chiêm ngưỡng thành quả của mọi người của đêm nha.